gọi ông bác không? Gọi ông bác, ông nhà mình gọi ông bác, ông nội, ông nội của mình đấy. Đấy là bà quán gọi ông bác không? Ừ. Bà quán cứ một chiều một hai là bà bán vàng đấy. Nhưng mà bà ấy là đại lễ đấy, ghế gọi là đại lễ. Hay nhá. Ừ. À, cô cháu còn có lăng còn đi ra chồng à, ra nhà hóa đánh chớ à, nhà đình em đánh chiêng mà ông Hùng mình có ai không đánh, có đánh được không? Ở đây mới cho bà còn sáu này mới đánh nhau các cháu này một năm mới này, còn cháu là cứ theo như vậy bà là cứ vui vẻ. Thế bà bây giờ là cứ anh cũng cứ thoải mái, còn cháu cứ trông lo cho bà. Thôi bây giờ nói nhiều thì nó cũng đấy giao thừa gọi bà dạy dạy em dây chứ mày bà nghe tắc chắc tắc cháu nói hết thì bây giờ nó biết là cứ quan lên ngủ mà ố bà là nó gọi đồ cua bà mà cũng nghe bây giờ gọi người đang làm á ê Vi ơi, Vi. Thế à Vi ơi, nhìn tôi hả ca? Nghe đẹp không? Già cả như mai hiểu tôi biết được ở Thanh Hóa hay Thái Bình. Cháu Hải Dương. Hải Dương. Đi em bây giờ không biết thằng này nó ở nó ngã ở chỗ nào rồi. Chẳng còn là thay điêu cơ ra mấy người. Nó mới học được 10 giờ. Hay quá, chú cứ dễ nảy. Không phải ngoan được. Hay quá, chính ngoan đấy. Không. Cả ông gì. Ngoan được không? Ngoan. Như cái thì ngoan, ngoan thì làm được. Nhưng mà ngoan. Ngoan thì ngoan. Ngoan thì ngoan. Ôi, nhưng mà tao có để ý cây của Phương thì cây này quả xanh, quả chín. Còn xanh, nó ba đấy ạ. Phương, quả xanh. Nhưng mình cũng gọi xanh. Thiếu hoa.